Lê ơi. Hi, thank you, thank you. Xin chào. Bạn tên gì? Ben. Ben. Chào anh Hiếu. Đấy. Đấy. Hôm nay mình lại quay trở lại cái cuồng quay của đội bóng Hải Phòng. Đấy. Mình sẽ quay một cầu thủ Australia. Xin chào. Hello. Anh Quang. Ê, Mr. Tùng. Vậy đẹp thế. Ồ, vẫn dày đẹp anh ạ. Anh em ơi. Yuri Mahmoud. Không nóng đâu. Quay đi chiều, quay đi chiều ơi. Đấy, xin chào, hello. Xin chào. Xin quay em. Thì dù quốc gia đây. Tuấn yếu rồi. Yếu rồi còn cứ ra gió. Đây cũng đây. Khỏe thật đấy chứ. Có mấy bạn khán giả xuống khu đường pit đây đang ngồi cạnh các cầu thủ. Đây là ngoại binh châu Á nhưng mà thuộc đội tuyển Úc. Nếu chú ăn ngủ nghỉ ở đâu ấy?
mẹ sang nhà bố vợ có 8 con ghẹ bảo em ăn mất 7 con. Bố chịu mẹ vợ móc cho em ăn. Bố lại trời. Ăn xong 2 cân. Eric Tùng. Eric Tùng. Chào anh, đúng rồi, đúng rồi. Cứ nói anh đi ăn 10 con thì cứ bỏ anh đi nhiều. Về nhà vợ ăn 20 con hầu. Tí 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 ấn. Eric đúng rồi. Cái cả năm mà không nghe không mua kìa. Đích đôi này rồi. Ủa hôm nay bị cung bằng cung 9 kìa. 9, number 9. Rồi xem bà đề này, Iku, Martin Lò, và Nguyễn Như Đức Anh. Màu này là màu của World Cup. Rồi văn khoa đây, Thành Đồng đây. Ngoại binh này tên là gì à? Lê ơi. Phát thank you, thank you. Xin chào. Bà tên gì? Ben. À. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mắt tới đây gần sách chân thẳng đi mới bắt đi chân thẳng. Đưa đưa đôi giày đi. Sách chân thẳng đi. Mới tinh. Thôi. Chân này đi xoay đi chú. Cũng bở rồi, cũng bở lắm rồi. Không bây giờ. Không mắng. William đây, cũng như là Yuri Mammut đây. Cái nắng hôm nay nữa, nó rát bong cả da. Các cầu thủ của câu lạc bộ Hải Phòng vẫn là tiếp tục những bài tập đấy, bài chạy chạy thư giãn đấy.